cũng xin bước lên trong ba tuần qua cũng có thể hiện tại không xin lên bây giờ này cầu nguyện cho những người có nhu cầu cần được chữa lành. Các nhân sự của Thiên Ái đã được huấn luyện về sự chữa lành, xin tiến lên phía trước ở đây và chuẩn bị để phục vụ các con cái của Chúa trong buổi sự chữa lành. Thank you.
chúng ta ai đã được cầu nguyện rồi, chúng ta bước qua một bên để cho những người chưa được phục vụ trong sự cầu nguyện thì họ được tiến lên đây. Ai đã được cầu nguyện rồi, xin bước ra ngoài để cho người khác được cầu nguyện. Quý vị, chúng ta còn cái buổi tối và qua ngày mai nữa, cho nên là tất cả chúng ta sẽ được đổ đầy. Cho nên chúng ta được nhớ thêm để từ từ và các ngày tới Chúa sẽ đến phục vụ quý vị. Cho nên tôi yêu cầu con cái Chúa, chúng ta cùng có thêm quá những người nào đã được cầu nguyện rồi, chúng ta bước ra ngoài. Còn những anh em nhân sự, chúng ta hãy hỗ trợ trong sự cầu nguyện cho các đệ tử Chúa. Và chúng ta hiện nay đã được cầu nguyện rồi, chúng ta bước ra ngoài, chúng ta cầu nguyện hỗ trợ cho các đệ tử Chúa trong cái sự cầu nguyện cho rằng. Còn những người nào muốn được cầu nguyện nữa thì thôi ra của ngày mai nữa, chúng ta còn những ngày. Cho nên xin cho chúng ta cũng hãy nhường lại cho những người bất kỳ xa. Chúa là nhà thiên.
Bye.
Chúa.